Chào bà con, hôm nay ngày bữa tiệc cuối năm của gia đình mình với có hai người bạn từ bên Perth qua, gia đình của Tam Thơm. Tam Thơm này được cái mẹ ba cái tam, ba tam rồi ba cái thơm nữa. Đã cái mình kiếm một cái thơm không cũng khó rồi. Được cái ba tam thơm. Thì bữa tiệc nhỏ nhỏ trong gia đình, coi như mình chơi lẩu thôi, lẩu với chút xíu món đồ biển. Thì cái món trứng cá này nè, mình thấy hay lắm bà con. Là cái trứng cá này, coi như ăn nó họ pha như thế nào đó, ăn rất là để hay. Con đi lên đây cái chén thế. Cái lẩu khi mà pha lẩu như vậy, mình bỏ cái trứng cá này vô ăn nó tuyệt. Thì sao mỗi người thích, nhưng mình thích cái món trứng cá này hay lắm. Đây hai ông quý tử của ông Tam đây, là coi như bự không thua gì ông Tam hơn á. Ông ở đây là tên gì? Anthony. Còn Render hả? Rồi coi như bà Thơm thì kiếm có hai ông thôi, hai ông quý tử thôi. Đi dặn thêm kiếm thêm bà quý tử. Người nó còn một công chăm sóc gì đang thoải mái hả? Thoải mái. Ok, đây là cái cuộc sống sinh hoạt của bên Úc đó bà con. Thì ở đây mình chơi lẩu á, thì mình bỏ cái món rau muống á. Rau muống bây giờ hiện tại giờ chỗ nào cũng có mặt hết á. Coi như cũng tương đối dễ trồng. Rồi cái cá. Cái cá thu đỏ này nó trực bên cái gì tiểu bang gì đây, Tasmania vì có loại cá này, nhưng mà nó bán hầu hết trên khắp nước Úc. Thì cái loại cá cá thu cái gì quên bả đó, cái à cá sa cá hồi à cá hồi hả à, cá hồi đỏ này nó chỉ có ở vùng đó thôi, vùng đó mới có. Coi hồi trước cách đi hai mấy năm Tam Thơm có ghé qua đây, bây giờ hai mấy năm giờ mình có cơ hội gặp mà lại. Thì mấy đứa nhỏ của mình hiện tại giờ có hai đứa, nhưng mà tụi nó mắc cỡ, nó không dám xuống, mặc dù hello bạn mà nó cũng chưa, tại vì nó không có được đi giao thiệp mấy đó, nó chơi game này kia thì nó không có giao thiệp mấy, tại vì thời gian đó mình làm bánh mì ở vùng quê, vùng biển, cái đây lái xe 3 tiếng á. Thì đây bây giờ tụi nó không có giao thiệp mấy. Ok, nếu mà ai thích cái video của mình nhá, thì cho mình một cái subscribe nha bà con. Rồi, bye ha. Ra đứng nhìn thôi, nó kêu mấy đứa gái nó rủ dắt mẹ đi là thôi, tao không đi đâu, tao đứng tìm. Hồi xưa thì còn hồi xưa là mới qua đây ông Thành dắt đi thì Hằng còn trẻ. Giờ thì thôi, dạ rồi. Nhớ lần mình mới qua anh Trang đến chơi, nó chơi mà.